chỉ khả dụng cho người dùng ở Hoa Kỳ và Canada, Facebook đã tự đổi tên thành Meta vào tháng 10 để tập trung vào việc xây dựng Metaverse. Nhưng tất cả những gì chúng ta vừa thấy là một vài bản demo kỳ lạ cho đến bây giờ. Chào mừng, Horizon One. Cơ hội đầu tiên chúng ta phải trải nghiệm tầm nhìn ảo của Zack. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí nhưng có một số lưu ý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và sống ở Hoa Kỳ hoặc Canada. Ngoài ra, bạn cần có Oculus Quest 2. Vì trò chơi sẽ không được hỗ trợ trên Quest 1 sau ngày 13 tháng 1 năm 2022. Điều đó sẽ hạn chế trải nghiệm này. Tôi rất muốn trải nghiệm siêu phẩm này, nhưng ở Ấn Độ, tôi không có quyền sử dụng tai nghe Quest 2. Vì vậy, trong khi tôi muốn thử nó, tôi có thể không thực hiện được trong một thời gian. Tháng 8 năm ngoái, Meta đã ra mắt Horizon One dưới dạng bản beta chỉ được mời để cho phép những người dùng đầu tiên trải nghiệm không gian ảo và thậm chí xây dựng những thứ mới bằng các công cụ do công ty cung cấp. Nói cách khác, nó giống như một Minecraft VR tồi tàn hơn. Trong khi đoạn giới thiệu của Horizon One trông bóng bẩy, lối chơi ngoài đời thực có thể hơi trẻ con. Một số bình luận trên Reddit cũng cho rằng trải nghiệm này thật tồi tệ. Nhưng tất cả hy vọng không bị mất. Công ty đã công bố quỹ người sáng tạo trị giá 10 triệu đô la vào tháng 10, vì vậy hy vọng rằng một số nhà phát triển khéo léo có thể tạo ra các trò chơi nhập vai cho Metaverse này. Meta đang ra mắt một trò chơi gắn thẻ laser 3v3 có tên là Arena Glass mà bạn có thể chơi với bạn bè. Công ty cũng nêu bật một số trò chơi và trải nghiệm hiện có. Chẳng hạn như trò chơi khám phá thành phố có tên Oan và Broom. Trò chơi Battle Royale theo phong cách arcade có tên Pixel Plummet và chuyến đi thuyền ảo có tên Mark Riverboat không phải do Zack chế tạo. Công ty mạng xã hội đang phát hành các công cụ có thể tạo trò chơi bằng cách sửa đổi một số tập lệnh giảm rào cản gia nhập. Rõ ràng, Meta đang cố gắng biến trải nghiệm này giống như Minecraft nhưng còn một chặng đường dài trước khi Horizon One đến gần. Nếu nó đã từng xảy ra, những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!